told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, anh là nói đầu tiên cho Huy xin phép gửi lời chúc sức khỏe đến anh em cũng như gia đình của mọi người có thật nhiều bình an trong mùa dịch Covid này. Thật sự rất là buồn anh em, bữa mới nói anh em là 15 tháng 9 này thì sẽ được giãn cách. Huy nghĩ là sau ngày 15 tháng 9 thì mình cũng chích hai mũi rồi mà, thì mình có thể đi quay xe này nọ cho anh em xem. Nhưng mà để an toàn hơn và bảo đảm hơn sau khi mà người dân sinh hoạt lại bình thường mọi thứ, thì Sài Gòn sẽ tạm ngủ tiếp thêm 2 tuần nữa là 30 tháng 9 để coi coi kế hoạch sẽ như thế nào. Thì nay sẽ tiếp tục ngồi trò chuyện với anh em về một cái chủ đề nào đó liên quan đến xe hai bánh. Thì cũng nói về xe độ nhiều, ra mắt xe mới nhiều rồi, thì nay thì cũng nói về một cái chủ đề đó, đi phượt đi. Thì mình sẽ nói về đi xuyên Việt đi. Cũng nhiều anh em kêu Huy làm cái chủ đề đó, và anh em cũng đặt câu hỏi, cũng gửi tin nhắn riêng cho Huy. Và Huy thấy là cái câu hỏi mà anh em quan tâm nhất nhiều lắm, nhưng mà Huy chỉ lọc có hai cái thôi, hay cái vấn đề chính thôi, là tại sao mình đi xuyên Việt một lần trong đời, cũng như là đi tuổi nào là hợp lý rồi đó, và chi phí mà để mình có thể đi xuyên Việt là khoảng bao nhiêu. Huy thì cũng rất là may mắn, cũng được đi xuyên Việt rồi, một lần duy nhất trong đời, và mong sau này cũng có cơ hội đi thêm lần nữa. Thì nên thì cũng chia sẻ đôi điều về cái đi xuyên Việt nó sẽ như thế nào. Rồi, tại sao, câu hỏi nha, tại sao nên đi xuyên Việt một lần trong đời? Cái cảnh Việt Nam mình anh em, nó cực kỳ là đẹp. Nó đẹp không thua gì bất kỳ cái cảnh nào ở nước ngoài. Nhiều bạn khoe với Huy, mấy thằng bạn á, nói thẳng vậy, nó uống cà phê: tao đi Singapore, tao đi Malaysia, tao đi Campuchia, tao đi Thái Lan, thấy cảnh của tụi nó đẹp hơn Việt Nam mình nhiều. Huy chỉ hỏi lại một câu thôi: mày đi xuyên Việt chưa? Chưa. Vậy sao mày biết cảnh ở Việt Nam thua nước ngoài, trong khi đó mày chưa đi? Đó, cứng họng liền. Tụi nó nghĩ là cứ coi mấy cái cảnh ở Việt Nam mình là qua tivi, qua cái màn hình. Thực chất nó rất là đẹp anh em, đặc biệt là cái cung xuyên Việt Tây Bắc, nó đẹp lắm. Thường thường á, anh em hỏi đi xuyên Việt là mình bắt đầu từ đâu thì tùy thôi, nhưng mà đa số á, những anh em ở Sài Gòn thì sẽ bắt đầu đi từ Sài Gòn đi ra Hà Nội, cái cung nó được chọn nhiều nhất. Nếu mà mình đi cái quốc lộ 1A thì tầm khoảng 1700 cây. Còn nếu mà anh em đi mà kiểu mà đi Tây Bắc, đi các cung Tây Bắc đó, để đi đèo này nọ, để nâng cao cái tay lái của mình hơn, cũng như là khám phá những cái cung đó, thì nó sẽ ngoài, có khi mình đi đường vòng thì nó ngoài 300 cây, 3000 cây là bình thường. Đó, cái cung của Huy đi hồi lúc là cũng 3500 cây, đi hết 12 ngày anh em. Nhưng mà sướng cái là Huy đi thì không đồng, đi cùng với Yamaha, cùng với anh em chạy Accenter đi, không đồng. Cũng gian nan cực khổ lắm mà Huy cũng khám phá được nhiều cái điều mà rất là hay. Và khi mà Huy nói đi xuyên Việt thì anh em nói: tao là xe tao có rồi, điều kiện tao cũng có rồi, mà tao không có ghệ, tao đi làm cái gì? Trong cái tư tưởng của anh em có nghĩa là đi xuyên Việt là mình phải đi hai người, là đi mình đi với gấu cho nó ấm. Nhưng mà thật sự luôn, nếu mà đối với những người mà họ thích trải nghiệm á, thật sự luôn á, thì tôi nghĩ đi xuyên Việt á, nên đi một mình một xe, hoặc là mình đi cùng với vài người bạn của mình, bốn xe quay đầu thôi là đẹp đó, để tụi nó chụp hình cho tao này nọ, đi tới mấy cái cảnh đẹp này nọ. Chứ đi với gấu á, nó phiền phức lắm. Tại vì mình đi xuyên Việt á, mình đi một mình á, để mình độc lập mọi thứ, mình sẽ tự độc lập được, mình sẽ đi đâu, khám phá cái gì, ăn uống cái gì, và mình đưa ra cái quyết định của mình, chứ không phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Đặc biệt là những bạn mà ít nói á, kiểu mà chậm á, bản tính chậm á, đi xuyên Việt á, họ rất thích đi một mình để họ tự lập hơn, và họ trao dồi thêm cho mình cái văn hóa cũng như là cái giao tiếp. Bởi vì đi tới chỗ này bắt buộc anh em phải hỏi cái này hỏi cái kia người dân, chứ không thể nào mình cứ coi Google Map được.
Đó, cho nên đi một mình cảm giác đi mình vẫn khoái hơn. Đôi khi mình đi một mình á, mình thích ăn cái món này, cái món đặc sản của địa phương ở chỗ đó, dẫn theo ông bồ đi, phải hỏi ý của nó nữa. Thôi em không có ăn món này đâu, món này em chưa ăn bao giờ cả. Rồi vậy là không ăn luôn. Đó, cuối cùng không được hưởng thức cái đặc sản ở đó. Và đi xuyên Việt anh em thì mình sẽ đi bằng xe máy nha. Anh em phải nhớ là đi bằng xe máy nha, chứ không phải đi xuyên Việt. Anh em nghĩ đi xuyên Việt là cứ Sài Gòn, Hà Nội là mình muốn đi cái gì mình đi. Mình mà đi ô tô thì mình xây ô tô lên chảnh, thì mình lên trên xe thì mình ngủ không, chứ mình có ngắm được cái cảnh gì đâu. Nó không có quan sát bằng mắt mà kiểu mà đã thì không có để cho mình khi mình thấy cảnh đẹp được. Bởi vì nó qua một lớp kính xe rồi. Mà quay chắc chắn em luôn, đi dễ bị say xe ngủ không. Còn đi bằng máy bay thì cũng vậy. Đi xuyên Việt người ta đi mấy ngày, hoặc người ta đi mười mấy ngày, có khi người ta đi cả tháng. Còn đi bằng máy bay Sài Gòn, Hà Nội 2 tiếng. Đó, xuyên không chứ không phải là xuyên Việt nữa anh em, nếu mà đi bằng máy bay. Thì cái lúc mà Huy đi xuyên Việt á, thì hồi nãy lúc đầu Huy chia sẻ là đi 12 ngày đi cùng với Yamaha. Thì đi cái cung, nói chung là cái đường vòng, có nghĩa là đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Đó, để Huy coi là cái cung là Sài Gòn, Đà Lạt, xong rồi bắt đầu mới đi Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh, Hòa Bình, rồi bắt đầu tới mới đi tới mấy Mộc Châu, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, đó, đi hết Hà Giang, Đồng Văn, Bắc Cạn, rồi mới tới Hà Nội. Nói chung là 12 ngày cho 12 chặng là khoảng 3.500 cây. Nói từ cái cung mà Sài Gòn đi tới Đà Lạt nó cũng không có cái gì đặc biệt lắm anh em. Đi tới Đà Nẵng, Quy Nhơn thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà tới mà cái cung thứ 7 á, đi mà cái lúc mà tới mà Điện Biên, Hòa Bình á, cái cảm giác rất là sướng chạy. Gọi là mình khám phá được cái cảnh á, với lại nhiều cung đường á, mình có thể cứng ra được. Nó đã lắm. Đó. Và đi á, thì Huy có đi qua mấy cái đèo. Thật sự Huy nhìn vô màn hình á, để Huy coi lại mấy cái hình ảnh của mình đi, mà Huy có thể chia sẻ cho anh em ở trong clip này. Bởi vì thật sự cũng không nhớ được là mình để Huy qua những nhiều đèo lắm. Và đèo Hải Vân à, ấn tượng là đèo Hải Vân với đèo Pha Đin. Cái đèo Pha Đin á, thì Huy mới biết được á, cái đèo đó, đó là một trong tứ đại đỉnh đèo, rất là khó đi và nó rất đẹp, nó hùng vĩ lắm anh em. Bởi vậy lúc mà đi ông nội ơi, kiểu mà chạy phải chậm và phải xử lý đúng. Chứ mà mình giống như mình không được, nói chung là trước khi chạy là đã học một khóa rồi. Học khóa của Yamaha bắt buộc xử lý này nọ, vào cua này nọ trên đèo đó. Tại vì nhiều ông á cứ nghĩ á là ôm cua, ôm đèo, đổ đèo này nọ là phải âm côn. Đó, cái này chết luôn, đi chết cả cái đoàn luôn á. Bởi phải học trước một khóa rồi xong bắt đầu mới chạy. Đó. Thì cái đèo Pha Đin đó, đó, cái ý nghĩa của nó thì Huy mới biết được á, Pha là trời đó, còn Đin là đất. Cái đèo Pha Đin là trời đất, một trong tứ đại đỉnh đèo mà ai cũng muốn chinh phục nó. Tới cái chặng mà đi mà Hà Giang, Lai Châu anh em, nó vui lắm. Huy ấy giống như là đâu có nghĩ là nó lạnh cái gì mà nó lạnh dữ vậy. Cứ nghĩ rồi tự nhiên thấy tụi nó không có mưa, không có gì hết, tự nhiên ai cũng mặc áo mưa hết. Vậy thôi, người ta mặc thì thôi mình cũng mặc đi. Tao là tao chịu lạnh cực kỳ tốt luôn, với lại có mưa gì đâu tự nhiên mặc ai cũng mặc. Đó. Ông nội một hồi mà lên tới mà kiểu mà lên cao anh em, sương mù thôi mà nó làm ướt hết người mình. Nó lạnh kinh khủng mà nó không thấy đường để chạy luôn. Lúc đó thì tất cả đoàn á phải bật xi nhan lên để mà cho thấy được cái chớp chớp của cái ánh đèn á, để đi theo cái đường đó. Đi theo với chiếc xe phía trước đó cứ nối nhau. Thì cái đoàn đi tầm khoảng 20 xe. Lúc đó mỗi người là một người chạy một xe riêng hết, đều là center hết và có dẫn đoàn đàng hoàng. Đó, đi thì cũng yên tâm. Ôi ôi nó lạnh má ơi, lạnh kinh khủng luôn. Lạnh chịu không nổi, hồi mà cứng tay luôn đó anh em. Cái mới biết được, mới hiểu được tại sao là phải mặc áo mưa. Đó, chứ bây giờ nếu mà anh em không chuẩn bị trước á, thí dụ mà anh em lên tới giữa đèo này nọ, anh em dừng á để anh em mặc áo mưa hay anh em làm việc riêng hay gì đó thì rất là nguy hiểm. T-
Tại vì những cái chỗ đó đa số đều là cua và nó dốc lắm, xe đi lại rất là nhiều, nếu mà mình đậu lại một chỗ thì rất dễ xảy ra tai nạn đó. Cho nên là mọi thứ phải chuẩn bị trước, phải lường trước hết. Rồi tới Sapa. Tới Sapa thì cũng được khám phá Pansipan, cũng đi lên thì 600 bậc đó anh em. Trời ơi, đi muốn mỏi gụng cái chân luôn. Đi Sapa cũng vậy, đi tới cái cổng chào á, tự nhiên cái bên phía ban quản lý của Yamaha đưa cho mình cái áo mưa mà không biết tại sao nữa. Nhưng mà thật sự luôn, cũng sương mù á, đi cái thời điểm đó mưa rất là nhiều, sương mù á, nó làm ướt mình cho nên phải mặc áo mưa với lại để cho giảm cái độ lạnh. Rồi lên tới Hà Giang. Hà Giang rồi xong tới cột cờ Lũng Cú, cũng muốn mỏi cái chân một lần nữa. 500 bậc nó chỉ thua thằng Sapa, thì lên thua thằng Pansipan khoảng 100 bậc mà thôi. Nó lạnh cực kỳ. Đó, lên đó lạnh lắm. Rồi đi á, đi 12 ngày là ăn mưa chắc hết 7 ngày anh em. Đi vô cái thời điểm mùa mưa mà, mưa tầm tã, mưa tối ngày, có khi á sáng sớm đã mặc áo mưa rồi, mặc cho tới buổi tối luôn. Sau khi mà tới Hà Nội rồi á thì gửi xe lửa xong rồi đi về lại bằng máy bay. Thì cái cảm giác thật sự là mình, ta nói là đi xuyên Việt chỉ muốn đi một lần trong đời như vậy anh em. Cần rất nhiều sức khỏe và mình nghĩ là đi một lần để khám phá thôi là cảm thấy đã rồi. Cho nên thì đi lần thứ hai thì nó không còn cái cảm giác mà phấn khích như lúc đầu, những cái cảnh quan mình thấy nữa. Nhưng mà cá nhân Huy thì Huy vẫn muốn đi lần thứ hai. Bởi vì đi chung với đoàn thì cũng bất tiện cái là cũng không được chụp ảnh nhiều để mà mình thấy cái cảnh này đẹp để mình chụp. Cho nên thì nếu có cơ hội Huy sẽ đi thêm một lần nữa, đúng một mình Huy đi thôi. Đó, vợ con là quăng ở nhà hết. Rồi câu hỏi thứ hai, nhiều bạn cũng nói rằng em thì em cũng muốn đi xin việc lắm, nhưng mà em không biết là kinh tế của em, điều kiện của em có cho phép em hay không, đi bao nhiêu ngày và cần chi phí là khoảng bao nhiêu. Thì đi xin việc lúc đầu như Quy đã nói rồi, nếu mà anh em muốn một cái con đường thẳng bình thường, quốc lộ 1A thôi, thì Quy nghĩ là Sài Gòn Hà Nội thì tầm khoảng 3 ngày đó. Còn nếu mà anh em có thời gian nhiều hơn, anh em muốn khám phá những cái cung đèo đẹp, khám phá những cái cảnh đẹp, thì anh em phải đi đường vòng để anh em đi cung Tây Bắc hoặc Đông Bắc, thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Đó, thì tầm khoảng 10 ngày, mười mấy ngày, tùy anh em đi như thế nào thôi. Đó, tùy anh, cái đó là tùy anh em, là phải lên kế hoạch trước. Mình tới chỗ nào dừng ở đâu rồi mình sẽ ăn uống thế nào. Còn cái chi phí á, thì Huy không biết là mọi người đi như thế nào, thì Huy mong rằng á, cái câu hỏi này thì mọi người có thể bình luận cho những bạn đang quan tâm biết chi phí mà mọi người từng đi tour xuyên Việt là khoảng bao nhiêu tiền. Đó, nếu mà kể ra được chi tiết thì càng tốt hơn. Còn đối với Huy nghĩ thì cứ ước chừng là tiền xăng rồi tiền xăng cộng ăn uống đó, rồi tiền nhà nghỉ, thì Huy nghĩ là một ngày cho nó tầm trung bình khoảng 500.000 đi. Đó, nếu mà mọi người đi 10 ngày thì tầm 5 triệu hơn. Đó, tùy thôi. Thì quan trọng là mọi người phải sắp xếp lịch trình như thế nào, và quan trọng mình đi bao nhiêu người. Thí dụ mình đi 2 người, mình đi 4 người thì mình sẽ share ra, thì lúc đó tất nhiên thì cái chi phí nó sẽ giảm hơn, khỏe hơn cho mình. Đi thì Huy thấy là tới đâu thì mình ăn uống đặc sản đó thôi. Đó, rồi xong rồi nghỉ ngơi, kiếm cái homestay nào hay là chỗ nào mà nó cực kỳ rẻ rẻ đó, rồi mình vô mình ở thôi. Chủ yếu là mình muốn khám phá cảnh đẹp rồi mình chụp hình lại những cái chỗ đó trong đời của mình để đi qua. Việt Nam mình Huy nói rồi, Huy khẳng định một lần nữa, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đáng tiếc là cái tour đi xuyên Việt đó thì Huy cũng không được chụp hình nhiều, thật sự rất đáng tiếc. Mình chỉ được ngắm phượt qua, nó phớt qua một cái mắt mình thôi, phải đi tiếp rồi. Bởi vì đi theo tour mà, đi theo lịch trình mà, nó chán lắm anh em. Đó, cho nên thì mong là hết dịch và mình có thời gian thì mình sẽ làm một tour đi riêng, khám phá một cái chuyến đi tự một mình luôn. Lúc đó mình sẽ thoải mái ghi lại những cái cảnh đẹp để có thể chia sẻ sâu sắc hơn cho anh em. Còn nãy giờ Huy chỉ nói chung thôi, nói cho anh em đỡ thèm thôi, chứ thực sự Huy cũng đang thèm lắm. Và Huy mong sẽ nhận được những đóng góp tích cực từ anh em, cũng như anh em có thể chia sẻ là cái tour của anh em đi là bao nhiêu ngày, chi phí tốn khoảng bao nhiêu, anh em thấy cái cảnh nào đẹp, anh em có thể bình luận phía dưới luôn để cho mọi người biết. Khi mà mọi người đi thì tới chỗ đó thì mọi người sẽ biết dừng lại. Đó,
Và những bạn nào cũng đi xuyên Việt rồi thì cũng có thể bình luận ở dưới. Những bạn này phải nói là rất may mắn, rất may mắn, phải nói thật sự luôn, đi vui lắm xuyên Việt. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em.